Cả nhà thấy gì không? Cả nhà biết trái gì không cả nhà ơi? Cả nhà biết trái này cái gì không? Xanh lè, xanh lét, xanh le. Hãy lại thấy bơ Việt Nam á, nó dài thì là dài á. Hãy đi cái nó ủa sao bơ giờ sao ngộ, chắc là cho nó dài thì là dài á. Không biết ăn nó có ngon hay không á. Nó mà bây giờ bên Mỹ hay là cũng có được nó luôn nè, thấy chưa nó. Giờ thời buổi giờ cái gì mình cũng có ha, cả nhà ha. Chỉ có là mình có tiền mình ăn hay không thôi à. Trời ơi. Muôn thùng này cũng là 110 nha mọi người. Hey, xin chào cả nhà thân yêu, cả nhà thân yêu khỏe không? Hôm nay cả nhà thấy Hailey đang cầm hai trái gì đây? Không phải hai trái mà rất là nhiều trái luôn. Chắc cả nhà ở Việt Nam là biết trái này trái gì rồi, còn nhà bên Mỹ thì cũng Hailey nghĩ chắc một số cũng biết, một số không hả? Tại vì có một số người hỏi Hailey là trái này trái gì đó. Đó thì đây là trái bơ ơ bơ cả nhà yêu ơi, bơ ơ bơ. Thì á, hồi mấy năm vừa rồi thấy Ly coi YouTube á, thấy ở Việt Nam có bán, thấy Ly nó ủa sao trái bơ gì mà nó dài dữ vậy trời, mà thấy người là cũng ăn trái bơ dài, mà cái trái bơ hồi xưa của mình là nó ngắn, là trái bơ bình thường giống như bên bây giờ bên Mỹ mình thường ăn á, thì ở Việt Nam thấy Ly lại không thấy trên YouTube nữa. Thấy Ly mới nói trời ơi, chắc ngon lắm ha, mà thấy nó ngon thiệt, cả nhà thấy nó ngon thiệt, mà nó không có bự gì đâu. Thấy Ly chỉ thấy nó dài có nhưng mà nó ốm như trái leo vậy đó. Còn cái này nó dài mà nó bự mà nó rất là nặng luôn cả nhà ơi. Coi 10 thao nó được bao nhiêu trái? 2, 4, 6, 7. Cái này 9 trái. Trời ơi, 10 thao vậy một trái là gần 1 thao cả nhà. Ghê chưa? Một trái là gần 1 thao á. Oh my gosh. Thì cả nhà ơi, nó nặng lắm luôn. Thấy Ly cầm nhau, thấy Ly có thể cảm giác nó rất là nặng. Tại cái tay thấy Ly nó cầu quơ á. Có nghĩa là nó rất là nặng, cho nên cái tay của thấy Ly nó mới quơ quơ. Đó thì hôm nay Hailey sẽ ăn thử nó nha cả nhà, ăn thử nó nha. Nó là bạn Hailey bán á, 10 thao như thế này á, cộng free ship, no, là free ship luôn á. Không phải free ship mà là ship overnight á, là 110 đô nha cả nhà, 10 thao là 110 đô. Có nghĩa là 11 đô một chắc có nghĩa là 11 đô một pound ha, tính vậy đi ha. Không biết toán Hailey có đúng không nữa. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ Hailey sẽ ăn nó thử, nhưng mà Hailey không có thể nào ăn nguyên một trái bự như vậy đâu. Hailey chỉ ăn trái nhỏ mà thôi. Ăn. Nhưng mà nói cho cả nhà biết trước đó là Hailey không có thể nào ăn được bơ với lại sữa, tại vì Hailey sẽ bị tao tháo ngược như cả nhà. Nhưng mà vì mình thèm thuồng nó lâu rồi, mình coi YouTube mình thấy nó lâu rồi, mà bây giờ nhỏ em nó mới có, nó bán đâu có thể là số nhiều đâu cả nhà. Nó chỉ được có hai ba thùng à, là cái này là hiếm, loại hiếm nha, hàng hiếm. Nó thương mình nó mới chừa cho mình đó cả nhà. Thì bây giờ Hailey sẽ gắng ăn đấy, nhưng mà sẽ chuẩn bị tào tháo gượng nha cả nhà. Nói trước đó. Nói trước đó. Tại vì thích ăn bơ dầm lắm, mọi người thích ăn lắm lắm luôn á, nhưng mà từ khi bệnh rồi không có ăn được nữa, buồn buồn chứ. Xưa hả, Hailey ưa dầm ăn nhiều lắm lắm luôn á, ăn thường luôn, ăn mà không sợ mập luôn á. Rồi. Để Hailey review nha. Hailey lựa trái nhỏ ăn. Trái này nhỏ nhất này. Đó. Hailey sẽ lựa trái nhỏ nhất nha cả nhà. Lựa trái nhỏ nhất. Ủa mà Hailey quên nữa. Là trái nào mình cũng ăn được hay sao ta? Để Hailey gọi nhỏ em, Hailey cũng không có rành nữa. Hailey quên, không biết là cái này ăn sao. Rồi, tình hình là Hailey mới vừa nhắn nhỏ em, nó nói là trái bơ này là để ở ngoài, khi nào mềm được thì mình mới ăn.
Hiện tại bây giờ thì cả nhà biết là Hailey là không có cảm giác, cho nên Hailey cứ không thể nào biết được là Hailey không thể nào bóp mà không thể nào biết là nó mềm hay là nó còn cứng. Cho nên này phải nhờ mẹ rồi. Có gì Hailey sẽ đợi cho nó chín rồi Hailey sẽ tiếp tục quay video để review cho cả nhà nha. Cái này không phải là review cho cả nhà nữa mà Hailey biết là cả nhà đã ăn nó rồi. Hailey chỉ muốn là mình thử mình ăn nó rồi cho cả nhà biết cảm nhận của Hailey như thế nào thôi à. Tại vì Hailey mừng là Hailey tìm được nó bên Mỹ á. Cho nên cái này không phải là review cho cả nhà. Nó thường thường Hailey suy nghĩ là review là khi nào mà cả nhà không biết cái món gì á mình mới review cho cả nhà. Hay còn này Hailey nghĩ là cái này là ai cũng biết rồi, chỉ có Hailey không biết mà thôi. Nhưng mà Hailey chỉ muốn chia sẻ là Hailey mừng Hailey tìm được nó thôi. Để nhưng mà rất là háo hức luôn, không biết là nó ăn ngon như cái nào. Nhưng mà bây giờ là không biết trái nào chín, trái nào chưa chín nữa, hay là tất cả đều vẫn còn sống. Cho nên giờ phải đợi mẹ Hailey về, mẹ Hailey đang đổ gác. Rồi nếu như mà mềm á thì Hailey sẽ làm lại tại luôn bây giờ ăn cho cả nhà. Còn nếu như nó còn sống thì Hailey sẽ hẹn video kế tiếp nha cả nhà. Love you, thank you for watching, bye bye. Hello cả nhà thân yêu khỏe không? Rồi nè cả nhà ơi, hồi bữa đó là cái video mà Hailey đăng đó, là mọi người coi đầu video đó là bơ nha, thì là video gián đoạn đến hôm nay xin sẽ được gọi là gì nè, sẽ được tiếp tục nha cả nhà, vì hồi bữa nó sống nhăn, Hailey đâu có biết là bơ là mình phải đợi cho nó mềm mình mới được ăn đâu, là tại vì cả nhà hiểu không? Thấy là cái vua ăn bơ, cái vua ăn bơ hồi xưa. Nhưng mà cái đó là cái lúc mà trước khi bệnh á. Còn sau khi bệnh á, tuy là bệnh có 5 năm mấy à, nhưng mà thật sự ra những cái thuốc, những cái chất thuốc mà hạ đau á, cơn đau của mình á, họ cho Hailey liền rất là mạnh luôn. Cho nên trí nhớ của Hailey liền giống như là trở lại một cái em bé vậy á. Có cái chuyện gì mà nó sâu sắc dữ lắm mà nó cần đáng nhớ lắm đó, thì Hailey mới có ấn tượng. Còn cái chuyện gì mà hiếu tiện mà mình không có để ý tới đó, thì là không bao giờ nhớ nổi đó. Cho nên không có ăn bơ sau khi mà bị bệnh nó ăn bơ không có được, cho nên nó bỏ tới giờ luôn á, nhiều thèm lắm cho nên ăn. Cái giờ cái mình ăn lại với cái bơ này nó khác cái bơ thường ngày mình ăn ở bên Mỹ cả nhà hiểu không, nó dài nó kỳ cục nữa, cho nên Hailey không biết là mình phải ăn như thế nào. Cho nên nhỏ em nó là phải đợi cho nó mềm mới ăn được. Cho nên hôm nay mẹ Hailey nó mềm rồi mọi người ơi. Nhưng mà trước mắt là mẹ Hailey bà ăn á, bà không có thích nó. Rồi cái chị của Hailey bà thấy bà cũng thèm cái bà muốn ăn. Cái mẹ Hailey quảng cáo nó không có ngon mày ơi. Cái chị của Hailey cũng không có ăn luôn. Thế là nguyên thùng bơ của Hailey nó ế, không ai ăn. Một mình Hailey làm xong, Hailey nốc nổi đây cả nhà. Rồi thí tỷ Hailey ăn thử cái trái này mà Hailey bị Tào Tháo gượt như trước nữa, là có nghĩa là nguyên cái thùng bơ ấy là sẽ quăng bỏ đi. Và cả nhà biết cái thùng bơ đó là trị giá 100 đô và gì 110 đô. Ở 110 đô. Cho nên ngày hôm qua đi qua thăm nhà chồng á thì Hailey đã đem tặng ba trái. Nhưng mà Hailey không biết là chồng Hailey chắc đem trái bận dữ lắm hay sao á, hay là thấy Hailey cũng không để ý. Nó tóm lại những cái chuyện này Hailey không có gọi là suy nghĩ đến, cho nên Hailey không có cần nhìn, cho nên Hailey cũng không biết là đem trái bự trái nhỏ. Nhưng mà trước mắt mẹ Hailey đang thấy Hailey trái nhỏ, Hailey sẽ làm bơ dầm nha cả nhà. Và không những bơ dầm bình thường đâu ha, không những bơ dầm bình thường đâu, Hailey sẽ sẵn đây review luôn nha. Ba hộp bô bà đặng nhỏ em thấy ghét lắm, thấy ghét lắm. Nhỏ em này dễ thương, cả nhà bán livestream, em bán livestream em cưới người chồng Mỹ trắng có được 2 cu rất dễ thương nha. Em bán livestream em bán đắt lắm mọi người. Nói tóm lại hồi đó giờ Hailey coi livestream á chưa bao giờ mà thấy cái livestream nào bán đắt như của em. Có thêm một chị nữa nhưng mà em cũng là tương đương như chị đó, nhưng mà chị đó lại ít bán, còn em thì bán thường xuyên. Cho nên Hailey thấy em bán số lượng rất là nhiều và rất là đông, và bán hàng lúc nào cũng hết, không bao giờ có hàng tồn kho đâu mọi người. Giống như thùng hàng nào mà đến với tay em là em livestream là đi hết. Cho nên bán thấy ham lắm, mà bán mà Hailey ngồi thấy ham ham mà ganh tị luôn á nha, hiểu không? Không có ganh tị đâu. Thấy em bán buôn ai bán đắt mình mừng cho em.
Đó thì Hailey cũng vô ủng hộ. Hồi xưa thì Hailey ủng hộ rất là nhiều, nhưng mà sau này Hailey lại hết tiền á, Hailey hết tiền cho nên Hailey với lại Hailey bị sau khi Covid trở lại bình thường á, thì Hailey lại trắng tay. Cho nên tại vì Hailey invest, có nghĩa là Hailey đầu tư mua rất là nhiều hàng á, nhưng mà Hailey không có sức khỏe livestream bán. Trước mắt Hailey bây giờ rất là nhiều thùng hàng luôn á. Rồi chồng Hailey phải mướn kho 1 tháng 400 đô để đựng tất cả những hàng tồn kho của Hailey. Và bên Việt Nam Hailey còn tới 8 kiện hàng luôn đó nha. Nhưng mà Hailey không có sức khỏe để mà livestream bán. Nó không có sức khỏe để livestream bán. Cho nên nó những cái vốn liếng gì tiền của bạc của Hailey coi như bay đứt luôn, mấy chục ngàn đô mọi người hiểu không? Mấy chục ngàn đô luôn á. Trời ơi, mấy chục ngàn đô của Hailey mọi người. Đó thì nó tóm lại nó tính nó luôn, Hailey điên dòng rất là xa, xin lỗi cả nhà nha. Thì Hailey cũng lâu quá không vô ủng hộ em ấy, nhưng mà lâu lâu cũng có âm thầm chia sẻ livestream của em, nhưng không có vô coi mà chỉ là thấy em like cái mình vô mình chia sẻ livestream em thôi. Thì mới nói thôi lâu lâu cũng muốn có một cái bill bọng của em như đó, cho nên mới mua ba hộp này. Ba hộp này cái em thấy thấy lì nhẹ không lấy tiền, mà mọi người biết là ba hộp này cộng thêm tiền ship, em ship cho thấy lì tới một thùng, một cái thùng medium nó cũng là 16 17 đồng tiền ship rồi đó, 16 đồng mấy. Thế lì tính lên đi là 17 đồng chẳng đi ha, mỗi một hộp gì nè hộp là bao nhiêu thấy lì cũng quên rồi, nếu 15 đồng hay mười mấy đồng nhá. Nó tóm lại là tất cả luôn chắc cũng trên 1 triệu, 1 triệu cả nhà, năm mấy đô cũng trên 1 triệu. Thấy liệt đóng là như vậy, cho nên thấy liệt sẽ làm bơ dầm chung với bô bà nha mọi người. Cái này là bô bà, này là lấy ăn liền nha, mình khỏi cần đun sôi hay là gì hết. Nhưng mà cái này đặc biệt cái là nó như cái rau câu những cả nhà, để cho tủ lạnh nó là không có sợ nó bị cứng đó, không có sợ nó bị cứng đó. Thì để thấy lì bây giờ thấy lì không có biết là để trân châu đường đen ăn chung với cái này hay là có vị dừa ngon, hay là ăn với cái vị cà phê. Thôi ăn vị cà phê chắc ngon ha, vị cà phê chắc ngon đó. Thì thấy lì sẽ làm bơ bơ dầm nha mọi người. Ngày hôm qua nữa là mọi người có thấy thấy lì quay ngày hôm qua, mọi người có thấy Hailey quay cái video mà cái trái trước cửa nhà của chồng Hailey á, bà mẹ chồng ở chồng á, Hailey có để ý đâu. Bây giờ hỏi ra ba chồng Hailey nói trồng tới 6 7 cây luôn á, nó là trái độc, nó là trái đào nha mọi người, đào mà ruột trắng á. Đào ruột trắng này ăn cực kỳ ngon cái nhà hiểu không, nó ăn là nó rất là giòn nha, giòn và ngọt nha, giòn mà ngọt. Hailey hồi hồi mấy lần mà không có những cái trái mít hay trái gì ăn, giống như là mỗi lần mà Hailey không có trái cây Việt Nam của mình ăn á, giống như mít hay là giống như xoài thái hay là những cái thứ đó, thì Hailey sẽ ăn cái này ăn một ngày. Hailey ăn một ngày hình như là có chục trái mọi người, tại vì sáng sớm là mẹ Hailey thường cắt cho Hailey một dĩa rất là bự luôn dung. Da giống như là không có trái hồng để ăn, không có mấy cái trái cây kia ăn, thì Hailey sẽ đảo lại ngược ăn trái này. Tại cái trái này nó bán muôn năm ở đằng chợ Mỹ, lúc nào mình tìm nó cũng có, còn những cái trái cây kia thì nó theo mùa, cho nên thấy Ly ăn hết mùa thì Hailey sẽ đảo ngược lại nó. Thấy Ly cực kỳ thích ăn nó chứ không phải là không thích ăn, cực kỳ thích ăn, nhưng mà tại vì lúc nào nó cũng có cho nên mình không có cần sợ hết mùa nó. Thì bây giờ nó vẫn còn non, nhưng mà chừng nói Hailey ăn thử có được không. Ba chồng Hailey nói là tháng sau nó sẽ bự lên, trời ơi, tới 6 7 cây lắm, tha hồ mà hái, tha hồ mà hái. Mọi người thấy Hailey quay từ từ xa mà thấy liền zoom gần vô á, mọi người thấy là nhiều trái luôn không đó. Thì để dừng nó thấy liền sẽ hái, sẽ thu hoạch em nha mọi người, sẽ thu hoạch em. Đứng đi đầu tiên rồi, đứng đi, không đứng gì á, đứng nó mới đẹp, mình muốn đẹp mình phải đứng chứ, giống như tôi đứng đứng mà có được đâu, còn người muốn đứng, người đứng được thì lại là không muốn đứng à, kỳ cục. Đứng coi bật rồi nha, thôi cho xe cầu quay giống tôi luôn đi, cho xe cầu quay giống tôi luôn đi, nằm đây đi bực bội ok, bây giờ hãy đi cắt nha mọi người. Giờ cái trái này thì nó dài như vậy chắc cắt kiểu như vậy quá, cho những cái đít nó bị thối nha mọi người.
Ôi nè, em thấy không? Bây giờ mình thử mình ăn không đó, mình ăn không để mình trải nghiệm coi nó ngon hay không. Tại mẹ Hailey nói là bảo quảng cáo là không ngon, làm hại chị của Hailey cũng không ăn luôn. Cái làm hại cái Hailey bị ế luôn. Trời ơi, cái dữ rồi. Thôi, uổng ăn lên cái bị cái chảy á. Mẹ Hailey nói nó lật nhách nè. Mà Hailey nói bơ nào mà không lạc hết trời. Cho nên người ta mới ăn với đường với sữa đúng không? Ngon mà sao mẹ lại nó không ngon ta. Nào mọi người thấy là cắt này. Cái này cũng dễ cắt đó. Ồ cái này là nó rất là dễ cắt luôn đó cả nhà. Tại hãy liền nhớ cái bơ kia cái da nó màu đen đúng không, mình cắt nó hơi cứng chút xíu đúng không. Còn cái này cái dao á mình cứ ấn nhẹ vô là nó đi à, ấn nhẹ vô là nó đi à. Mấy trái kia nó bự kinh hồn lắm, ăn là chắc phải là nguyên gia đình ăn đó, chứ mọi người ăn sao được trời. Đó cái nè, ta-da. Cái hộp nó giống như sắp bị thối luôn á cả nhà ơi, giống như em sắp đi xì què luôn á, đi xì què luôn á. Ăn thử nha cả nhà ha. Ăn cũng ngon mà ta, không thấy gì đâu không ngon. Cái da nó thì quá là mỏng luôn. Oh my god, cái da nó mỏng như là lá lúa vậy á. Nghe nói là mỏng như lá lúa chứ nhỏ lá lớn có biết lá lúa đâu trời. Tuy là dòng họ gia đình của Hailey là nghề trồng lúa nha mọi người. Hồi xưa giờ sống về nghề trồng lúa nha. Mà hồi nhỏ Hailey nhớ hồi lúc còn bé xíu là đã ra cái chỗ trồng lúa rồi, nhưng mà tại nhỏ quá thì đâu có nhớ nổi đâu. Nhìn nè. Nó mỏng cả nhà ơi. Nhìn cái vỏ nó nè, nó mỏng nè. Mỏng nè, quá mỏng đi thôi. Nửa trái hay là một trái ta? Thôi làm hết một trái đi, sẵn cắt làm hết một trái đi. Ăn trái này là no luôn, no cành hông luôn. Không biết cái ly này có chịu nổi hết nguyên một cái trái không. Cái này là mẹ Hailey gửi rồi nha cả nhà, cho nên Hailey không có sợ cái giỏ nó dơ nữa. Bây giờ Hailey kỹ hơn hồi xưa nữa, hồi xưa đã kỹ rồi mà bây giờ bệnh nó còn kỹ hơn gấp 10 lần. Wow, giỏ nó cực kỳ mỏng luôn. Dơ giấy quá. Nàng ơi sao nàng dơ giấy quá nàng ơi. Làm tới đâu phải dọn tới đó đi nàng ơi, cho nó đẹp mắt nha. Mình bắt đầu dọn cho nó đi. Tay chân thì nó không được nặng quà, mọi người không cảm thấy liền ha, nó hơi vụng về á. Trời ơi, cái hộp nó như là nó trơn quá. Nâu à. Cái gì nữa? Cái gì? Cái cả nhà chịu khó đợi hết liền xíu nha. Thấy liền
làm đau cái dẹp đó cho nó. Cho nó sạch đẹp. Thế này mới ăn nổi. Chồng Hải Lì á, tập cho Hải Lì cái phánh cũng vậy đó. Giống như ảnh đi ra nhà hàng, ảnh ăn cũng vậy nữa. Ảnh ăn á, ảnh để này để kia để nọ vô, cũng như là giấy hay là đũa gì đó, hay là khăn giấy, ảnh làm cho sạch sẽ xong trước mặt ảnh, ảnh mới ngồi ăn. Rồi cái Hải Lì cái quen luôn. Đây, đây là sữa. Hồi xưa từ nhỏ đến lớn là Hải Lì sống với sữa ông Thọ nè, với lại cái sữa mà bằng cái hũ cao màu đỏ. Rồi bây giờ chồng Hải Lì không có cho Hải Lì xài bằng cái sữa đó nữa. Nguyên nhân là gia đình của Hải Lì á, chuyên gia xài sữa đó rồi cái để ở ngoài á. Tại cái sữa đó họ nói là xài xong mở ra là mình phải để vô tủ lạnh. Nhưng mà gia đình Hải Lì từ đó tới giờ toàn là để ở ngoài không à. Chồng Hải Lì á, vì lo lắng cho sức khỏe của Hải Lì, cho nên ảnh quyết định nó mua sữa này để riêng trong tủ lạnh. Bắt Hải Lì phải ăn sữa này của ảnh. Thôi chồng mình lo cho mình như vậy thì mình nên ăn cho ảnh vui. Chứ hồi đó giờ Hải Lì chưa có từng ăn sữa này, cho nên Hải Lì không có biết nó ngon hay không. Mà để tủ lạnh nó kẹo quá cả nhà ơi. Nó kẹo quá. Để tủ lạnh nó kẹo quá. Trời ơi, giỏi quá. Giang tùm lum luôn nàng ơi. Đó, thấy không? Tay chân vùng về. Quá đi thôi. Cả nhà thông cảm. Đợi hết ly xíu 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 xíu. Để nó cục đá này vô trong cái vỏ bơ cho nó tan nước trong đây luôn đi. Trời ơi, nó không cầm nó không lên luôn. Nó để vô vỏ bơ cho nó tan vô mấy. Rồi. Sạch sẽ, sạch sẽ, sạch sẽ. Ở nhà cái bị khùng, cả nhà học biết không? Ở nhà trong phòng cái bị khùng. Ở nhà thông cảm nha. Sống cứ cái điều ngoài trời. Thôi bây giờ mình làm tốt bên đây, nó cứ sống cứ trên cái bàn. Ừ quên nữa, sao mình không cắt cái hộp bô bà nhỉ? Sẵn đây cảm ơn em rất là nhiều nha. Em Út Diệp, bà đổi tên mở hoài à. Bà hồi chị Ba Khía, bà hồi Diệp, hồi Diệp Dư. Bây giờ hiện bây giờ là Facebook của em để là Út Diệp. Nhưng mà Hải Lì thích cái tên Ba Khía à. Chị Ba Khía. Rồi mình để nó vô nha cả nhà. Đó. Đi cà phê. Thơm cà phê nha. Thơm cà phê nha. Thơm cà phê nha mọi người. Đó, thì Hải Lì có rồi nè. Đó. Cả nhà thấy không? Đó. Ngon nhất lắm ha. Cần thêm sữa không? Mọi người nghĩ thế thì có cần đem thêm sữa không? Mời cả nhà nha, nha. Mở ha. Thơm, thơm bơ mà. Ngon quá.
cho mẹ ấy lên mà quảng cáo á, nó ngon muốn chết luôn. Nhưng mà thấy liền nghĩ á, tại thấy liền không có ăn cái bơ bình thường của mình mua, cho nên không có thể nào mà so sánh lại nữa được. Nếu như mà có hai cái mà so sánh thì mình biết cái nào ngon hơn. Còn bây giờ thấy liền cảm thấy cái này nó ngon mà, nó không có dở nha. Ăn ngon mà. Bây giờ mình xoay qua mình ăn hột bô bà. Bô bà ăn liền á, ăn lấy liền á thì nó rất là giòn nha, nó giòn sực 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 nha. Giòn sực sực chứ không có dẻo dai như là cái mà mình nấu lên. Nhưng mà đối với Lì á, thích ăn cái loại này hơn, tại nó giòn mà dai á. Còn cái kia thì nó dai, nhiều lúc thì nó dai nhách, còn nhiều lúc thì nó dai bở. Nhưng mà thấy ly ghét cái là mình để tủ lạnh mình uống không hết á, cái mình lỡ để tủ lạnh là nó cứng ngắc à. Mà thường ngày mà thấy ly mua một cái ly uống như vậy á, thấy ly không có uống hết, thấy ly uống chút xíu vài hớp à, lúc nào cũng phải để tủ lạnh dự trữ lại á, thì không có uống lại được nữa. Còn cái này á, mình để tủ lạnh thì nó giống như cái rau câu, ăn rất là ngon. Nó chống lại. Ngon á. Ai mới gì nhắn tin tôi đó. Nợ. Nợ kêu. À, nợ đang nhắc phải trả tiền. Ngon. Nhưng mà như cái sữa này nó không có béo bằng cái sữa thường ngày mình ăn á. Sữa này nha, không béo bằng. Cái này đang ăn á, mà trong lòng á không có thưởng thức được cái độ ngon 100% của nó, mọi người hiểu không? Ăn vô miếng não là trong đầu đang suy nghĩ tới cái việc phải đi suốt á, cực. Mong trời mẹ Quan Thế Âm phù hộ cho con, chuyến này con ăn con không sao đi. Cả nhà biết không, ngày hôm qua tâm sự với chồng Hải Ly á, cái nỗi khổ của Hải Ly nó như vậy nè, cả nhà có đồng ý với gì không? Hải Ly thấy á, có nhiều bệnh nhân á, họ bệnh nhưng mà được con cái là họ ăn uống được, cho nên họ thấy tỷ như giống như họ ăn uống được nhưng mà tại họ chán ăn và họ không muốn ăn hay sao đó, nhưng mà tất nó ý nói là họ ăn không có bị gì hết, ăn cái món gì cũng được á, thì họ cần phải ăn nhiều. Nếu như mà họ ăn nhiều là họ có được sức khỏe, sẽ vượt qua hết tất cả bệnh tật của mình. Hãy liền nghĩ là như vậy, tại vì cơ thể của mình nó có đủ chất luôn. Còn bệnh của Hãy liền khổ. Ăn uống không có được mọi người. Giống như là nó không có hấp thụ được trong cơ thể của Hãy liền á. Giống như ăn những cái món không được thì nó ra nhiều, còn ăn những cái thứ mà mình ăn được thì nó cũng ra hết, nhưng mà là ra ít. Giống như là ra cái kiểu mà nó chậm lại chứ không có gọi là liên tục vậy đó. Mệt. Cho nên thấy lì á không có sức khỏe để chống lại cái bệnh tật của mình, nghĩa là không có được những cái sức không có đủ chắc á. Cơ thể thấy lì khó, giống như là hôm qua cái này á. Lên nhà chồng có thấy lì á. Chồng thấy lì á. Ngồi suy nghĩ đủ thứ món như thấy lì ha. Thấy đủ thứ món để cho thấy liền ăn vậy, nhưng mà cái nào cũng là no no no, ăn không được, ăn không được, cái không được, cái nào không được, rốt cuộc chở tới chở lui cũng có thể mua được cái món rau củ quả ăn ha.
Nhưng mà bà mẹ nó mấy nay chữ thề nha, bà mẹ nó mấy nay không biết làm sao mà cái tiệm nó ăn cái giống gì, nó nấu thấy đi tặng là bông cải xanh không mọi người, thấy đi mua mixed vegetable. Mixed vegetable có nghĩa là tất cả các loại rau củ quả nó trộn hỗn hợp với nhau để mà nó làm thành một món cho Hailey ăn. Mà ngày hôm qua nó đưa cho Hailey tặng là bông cải xanh không à mọi người, mà Hailey mua tới hai phần order vô một hộp luôn, chứ không phải là một phần order mà mua tới hai phần nó vô một hộp á. Mở hộp ra trời, chồng Hailey té ngửa, nó trời em sao bông cải xanh không nha, tao nói ừ nó cho em bông cải xanh không à. Đó bây giờ có dấu hiệu bị đau bụng lắm mọi người. Ăn mà bụng đang đau bụng rồi mọi người ơi, chẳng lẽ ngưng lại đây bỏ ổn quá, ráng ăn mấy cái hộp bồ bà đi bụng lắm. Bồn như con trùng trùng. Thời bữa nãy gì nó còn con trùng trùng không nữa nha, thấy đi mấy năm đời không thấy nữa. Hồi xưa lúc còn còn bé thơ thấy trùng trùng bay quá trời nhưng không thấy nữa. Ngồi thấy đấy, ăn vậy được rồi ngồi nhờ. Thế này phải ngưng nó được bụng, thế này đau, thế này chuẩn bị rồi nè. Bay cái nhà luôn, nó cũng yêu thương gia đình mà lúc nào cũng theo dõi gia đình. Thế này phải đi rồi mọi người, bye bye, love you, bye bye, bye bye.